là tránh cái tâm tham đắm, chấp vào tấm thân của mình cho là thực có, và đồng thời nữa cũng để ngăn ngừa cái lòng cái sự luyến ái từ người khác đem đến cho chúng ta. Còn đối với Phật tử tại gia thì chúng tôi cũng không thấy ở trong luật Đức Phật cấm là Phật tử tại gia đến chùa là không được trang điểm phấn son. Thì trong luật thì tôi không thấy Phật cấm Phật tử tại gia, nhưng mà những người xuất gia thì là Phật cấm, đấy là rõ ràng rồi. Còn Phật tử tại gia thì tôi chưa đọc thấy ở trong luật. Thì cái này á, tuy có thể là chúng ta thấy là đọc không đọc thấy ở trong luật, nhưng mà đã là Phật tử chúng ta đi chùa rồi thì chúng ta cũng nên gì, cũng không nên trang điểm phấn son loè loẹt làm cái gì. Vậy chúng ta đến chùa là để thành kính lễ Phật, thân cận chư tăng, để học hỏi giáo pháp của Đức Phật, để tu tập ngõ hầu một đời cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Để còn chúng ta còn chấp vào cái tấm thân mình, còn thích trang điểm, thích bôi son đánh phấn, xông ướp hương hoa, bây giờ gọi là xịt nước hoa vân vân đó. Thì làm cái đó thì trong kinh Phật nói là nó chỉ có làm cho tăng trưởng cái tâm chấp ái của mình mà thôi, ái chấp của mình mà thôi. Và đồng thời cũng làm gì, làm cho những người họ nhìn thấy mình, họ khởi cái tâm gì, cái tâm ái dục. Như vậy đối với đạo xuất thế thì nó đem đến cái sự không thanh tịnh cho người khác, khởi cái tâm là ham muốn, nhận đến có khi là từ cái chỗ đó đôi bên có khi sinh tình cảm với nhau vân vân đó, thì nó cũng thành cái điểm là không tốt, nếu mà đấy là chúng ta cầu đạo xuất thế cơ. Còn Phật tử chúng ta gọi là chỉ đi chùa lễ Phật bình thường thôi á, thì tôi nghĩ rằng thì trong luật Phật không cấm, thì chúng ta có chót trang điểm một chút rồi, hoặc là thấy người ta trang điểm thì mình cũng không nên kỳ thị họ, vì họ chưa hiểu Phật pháp. Có khi họ là quy y Tam Bảo rồi nhưng mà chưa được nghe giảng, chưa được hiểu Phật pháp, cho nên họ vẫn còn thích là bôi một chút son phấn để cho nó làm đẹp cơ thân thể chẳng hạn. Thì chúng ta có thấy họ là Phật tử mà làm như vậy thì cũng không nên khởi tâm để chỉ trích họ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.